Tôi thấy đúng là cái con ngựa, một cái đồ của ông Mạc ấy có rất nhiều thằng Mạc, nhưng sao tôi không có. Cái hôm nhận đấy tôi chỉ nhận được đúng con ngựa rồi, đúng một con ngựa rồi. Ngựa đưa tôi đi nhưng mà không chết được đúng không? À mà nó có nút chết ở trên đấy. Ông xuống nó xếp vào xe. Mời party đi ông nhận quét thì ông phải làm chủ party. Bắt đầu ông chỉ con chuột vào hướng nhân vật của ông sẽ thấy có cái dấu nói chuyện, chỉ con chuột vào nhân vật của tôi đấy. Tôi mời mới chết đấy, tôi vừa mới ông chết đấy, thấy không? Không, trang bị khi chưa cộng thì chết được, nhưng khi cộng rồi không được chết. Đây thôi. Con gì gần nhất? Ông cứ chạy đi, tôi nhìn thấy ông mà. Bắt đầu quay chưa? Bắt đầu quay chưa? Đó. Siêu các bạn, mình lại là thiếu lên luôn. Ông bị điên à? Tôi quên mất là tôi. Tôi phải chào đúng phép lịch sự không hiểu không? Người ta đuổi học ăn học nói học gói học thì ta trên nhập học mở đấy. Thế thì tôi xin lỗi các bạn 5 phút bố nào để ngựa ở ngoài đường này sau giờ đấy chết đi. Ok ở cái chỗ ngã ba ấy đấy, đây đây đúng rồi, chúng ta cá này đây, để đây nhá. Em ơi, em cứ ngồi yên ở đây, em không cần đi đâu cả. Thì tôi gọi nó ra đây, gọi nó ra đây ra để trong giữa ngã ba kia an toàn nhất đấy. Thôi được rồi, ok, để tôi. Rồi. Giấu ngựa trong lùm cây đấy. Tiếp nhỉ, hai con ngựa. Ê, cho toán ngựa cái. Những cái. Anh gặp anh đây, chúng ta lại có chỗ đấy xem là Muska. Ông chứ gì, ông đang đọc sớ ở vãi trưởng. Rồi từ 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 tôi bấm bấm mở bấm bấm lộ bấm lộ phá sai. Sao ấy, sao cứ bị cancel nhỉ? Được rồi nhé, nó ghi ở đấy là sao chẳng thấy ghi cả, tự nhiên thấy lắc người xong rồi only party
gì đấy, Oliver Party Leader, ông chưa bổ nhiệm tôi làm đấy à, làm trưởng nhóm à. Rồi đây 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 đây, tôi xin lỗi. Đây select được rồi, tôi xin lỗi tại tôi đấy, gọi đi. Trời ơi, mày ăn cái gì mà mày nói mày gây lọ ấy. Sáng rồi, tao chưa được ăn sáng nha. Vâng, cánh cổng đã mở ra. Cuộc đời ở hoa hay cuộc hồng bế tắc, đó là việc của bọn chúng ta. Việc của chúng ta đó là thịt đó. Hãy chào ai. Ấy nhỉ, anh vẫn máu như ngày nào. Ây da, ây da, lại hất, hất được số rồi. Ây da, sao hất mình xuống vậy? Được đấy, được đấy. Né, 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 nào. Được. Hơi... phá cái liễu hơi bị đẹp mắt đấy. Sẽ vẫn được mỗi có... mỗi được cái Hunter Seal. Ông bật mẹ ma lên, ông bật ma lên. Nó sẽ có cái trạng quét đấy. Ừ, biết rồi, chả biết rồi. Cái nó sẽ ra cái viên đỏ. Viên đỏ thấy rồi. Khi ông dùng ba cái viên đại hồn đạn đấy thì nó sẽ ra thêm đồ. Còn tôi thì chả được cái gì cả. Ông vẫn được cái Hunter Seal mà. Như hôm trước mình tất nhiên là tôi vẫn được một cái Hunter Seal thôi, chỉ được một Hunter Seal thôi. Xem nào, được một viên game cộng full evasion. Lắm rác thế. Rác thì đấy, tí mềm rác. Một bot. Hai quyển ông là gọi bot ở đâu ấy? Có một quyển thôi. Là ở đâu? Góc nào? Từ. Xem nào. Nó ở đoạn ở xa thế. Xa là thế. Xa là chỗ nào? Sony Battlefield. Sony Battlefield là góc nào ấy? Nó ở góc gần thành nào? Gần thành nào? China Pop hướng 7 giờ. 7 giờ á? Sao như kem này á? À, China Pop. Ờ rồi thêm chỗ đấy xa China hơn. Pop. Xa hơn cái quận tiếp theo của tôi. Ừ, đi ta đi lấy quận tiếp theo của ông đi. Quận tiếp theo được đi ra ngựa đã. Cái gì? Ông ra lột ra ngựa, bãi trưởng. Ra lấy ngựa. Sợ thế nhỉ? Ông phải nói rõ ra đi. Lột ra ngựa nghe kinh thật đấy. Con ngựa, có một con ngựa. Tinh anh, tinh anh. Bố lão, bố lão. Tinh anh này có một của ông nhé, một nhát nó chết luôn. Với cái trình của ông bây giờ đống này đẹp siêu. Thôi, tha mấy thằng tinh anh ấy đi. Ông nói tha quá chết rồi. Tha đi mà. Ôi mình cũng, ôi mình vô tình mình gặp chết một thằng. Ôi xin lỗi. Đi đi ông ơi. Từ từ tôi đang check tí. Ok. Đến được. Có xe ra không trên đoạn đường ở đâu ơi tư, nhanh thế. Ông nhìn được tôi trên bản đồ mà, có thể đi. Có,
thôi, có lặn xuống biển thì ông vẫn thấy cơ mà. Anh ơi, chờ em với, anh đâu rồi? Công nhận đẩy 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 đồ họa remaster lên thấy cái chỗ kiểu vũng nước nước này đẹp thật. Thôi lại nhìn thấy tinh anh ở trên map nhỉ, ngứa ngáy muốn xuống ngựa đập lắm rồi đấy. Ôi, cái tinh anh này đang bao nhiêu? Có mỗi mình cái viên hai đơn bản là vì tại vì chúng nó đặc biệt đúng không? Cứ thấy cái gì nó lạ lạ là phải mó vào, mặc dù biết là cái phần thưởng nó không có ai làm. À, ngựa lên level 3. Và tôi lên. Sao những cái ông nó có thể hát cổ lạ thế nhỉ? Lạ, cứ thế lạ là phải sờ ngay. Chất lạ sao thế? Hình như con của ông nó ở chỗ gì nhỉ? Chỗ phi bot đúng không? Ừ. Xong rồi ra chỗ phi bot đúng không? Ừ. Úi giời, gần đây có hai con tinh anh không ạ? Tôi ngừa ngày ấy đấy. Ông mình tính ngừa vấn đề ngay đi. Vấn đề là tôi phải bỏ ngựa ra ở góc đã. Mẹ, chỗ này quái đông quá. Chỗ này quái đông mà ông... bờ sông, bờ sông. Nhá. Quay về chỗ quê. Ông ra bờ sông, chỗ cái cầu ấy. Ông vứt lửa cái cầu. Nó là phần nhất. Đây này, đây đấy. Chỗ này được rồi. Trước có lần tôi thả đây này, thả đây rồi cái ngã ba này là không không bây giờ mà không lo quái nó sợ. Thấy trên thấy có thằng mặt thằng tức kìa. Ông ra sửa ra tiếng anh đấy. Tôi ra gặp cái thằng cướp pha chém ngay. Không có biết một hit chết không nói nhiều. À đây là... thằng thứ hai đâu rồi? Nhân tình của anh nhỉ. Vâng vâng cái vật. Cảnh mà đi mà mấy thằng cướp nhưng nó chạy chỉ muốn giết chết. Lại thấy tinh anh nữa. Mẹ ngứa mắt. Bố mày cáu. Mấy thằng cướp ấy nó đánh mình thì được. Nhưng mà nó đánh xe thì mình cáu. Rồi đánh mình thì mình đánh mình thì mình không mất tiền đổ máu, nhưng mà đánh xe kiểu gì cũng phải sửa tốn tiền. Mà bây giờ tiền cũng là dễ kiếm đâu. Hết tiếng Anh rồi nhá. Được rồi, ok, có đi. Này thì boss, mình như con boss này yếu lắm. Trước tôi đánh solo một lần chém tí chết. Gì vậy, là boss cấp 1 thôi mà. Trông cổ báo thế. Ấy da. Đấy, nhặt gì đấy. Ghê hơn. Để em nhặt cái mana về em. Ấy da. Ấy da, ấy da. Bạn được con này hôm nay có đi tiến bộ. Màu em đổi màu rồi em. Ô chết bình tĩnh bạn, bình tĩnh. Ông kết liệu nó rồi à? Xong rồi thế thôi. Ok. Kinh, mình kết liệu là ngon nhỉ. Nhiều thế mà bởi lúc ấy tôi còn đang hồi máu, tôi đang luyện tí hồi máu. Bây giờ là nói chuyện con ma đúng không? Chẳng chẳng quen. Cái liệu nó khác được mấy thứ linh tinh. Xem nào. Ôi trời ơi. Toàn rác. Lại rác nữa. Chỉ còn dương nếu nick mấy cái bình máu, mấy cái bình mấy cái bình máu. Rồi đi tiếp con boss tiếp theo trong quyển của ông đi. Tôi chuyển nhượng quyền bắt chủ party sang ông. Ông hết quyển rồi không? Hết quyển này, hai quyển rồi. Ok. Nào ra đánh ngựa này.
Ơ từ 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 đã. Hình như tính theo giờ của bọn Bắc Mỹ là đang là giờ mới rồi đấy. Giờ mới thì sao? Giờ mới à ngày mới. Không chưa. Không nhận được. Bởi vì tôi vừa nhận thưởng đăng nhập hàng ngày mà. Nó vừa hiện lên là tôi được. Bây giờ bên đây 14 giờ sáng. Với cả cái giờ này nó thưởng hàng ngày rồi. Thưởng từ lúc không từ lúc lúc không không tôi đang đứng góc này thấy đẹp vãi đấy, lại nhìn cái cảnh đẹp lại sướng đấy, lại phải screenshot chứ đấy, người đâu cứ thấy cảnh đẹp là sát mà phải thích đấy. Game đẹp cũng phải tận hưởng chứ không, còn không tận hưởng cảnh đẹp thì mẹ hạ mẹ xưa luôn cấu hình cha lâu vậy cho nó nhẹ máy. Tôi hỏi này, cái chiêu của tôi nó có một chiêu tụ mana để hồi mana, nó được gọi là đúng kiểu theo kiểu là trong Dynasty gọi là kiểu mối tụ Musu. Rồi sao? Thì đang tụ xong rồi. Kiểu ngồi lấy để hồi lại cái dòng mana gì? Không, đứng. Nhìn đẹp lắm, như kiểu tụ Musu ngày xưa, tụ nó đẹp gì. Con ngựa của ông thì... có mấy skin rồi? Con ngựa của tôi nó có một số skin. Vãi cả một số, tôi có một skin này, level 3. Của tôi là có Fox Chop, Green này, Acer, Stick Leap này. 4 cái, vãi. Level 6. Level 6 là 4 cái. Trong khi mình level 3 và mình chỉ có một skin. Đó là skin gì? Tăng tốc ấy, Insta Accel ấy. Tôi không bị... Insta Accel... Không, Insta Accel là ấy. Insta Accel là... Cái nó mà... sẽ phóng... Cái mà bấm ship để tăng tốc ấy. Bấm ship để... Không, tăng tốc ngay ấy. Bấm ship để tăng tốc, nó là spin cơ. Cái Insta Accel này là... Đấy mà, tăng tốc mà. Spin là cái gì nhỉ? Insta Accel là Wild Running F cơ mà. Wild Running F mà. Chứ bấm F có thấy gì đâu. Ông thử chạy hết tốc xong rồi bấm F nào. Nó sẽ phụng người ta. Thế nhưng mà tăng tốc tối đa F chả có gì. Đúng rồi nhỉ. Đấy, nó là skin đấy. Chứ không phải là cái skin của tôi. Nhầm, tại có thằng đằng trước nó cứ ơn ngựa ở đấy vậy, tôi cứ nhìn nhầm vậy. Tôi đánh tôi một cái, bây giờ quay đầu xe đi. Được. Tao bảo rồi, bây giờ không thế nào. Bây giờ chấm đâu cho ông dễ đi nhỉ. Được rồi, ông chấm vào cái điểm Sanyu Battlefield chưa? Chấm đi, chấm vào nó đi. Cần gì, ông cứ chạy. Không, ông cứ chấm vào đấy xong rồi ông cũng chạy được đấy được mà. Sanyu Camp á, hay được. Là... Sanyu Battlefield. À. Ở góc phía dưới của Chinapop. Để cái nốt đấy á. Đến nốt đấy trước xong rồi tôi lại không vào. Ngựa sắp mỏi đấy, hết mana, hết stamina. Hay như hôm nọ hết stamina xong là các em đi như một con rùa. À không, đi hướng trịnh thượng phải không? Bước từng bước một, khoan thai, đó, ổn rồi. Theo như bên ông Dũng CT gọi đấy là gì nhỉ? Phú ông ngắm hoa à? phú ông ngắm hoa chuẩn. hôm đấy team đụt chơi cái game PUBG kiếm hiệp á, cũng cưỡi con ngựa đói ấy, nó chạy thong dong phú ông ngắm hoa đến chịu. Bước từng bước một, khoan thai đích đẳng, khoan thai
Cái nhạc remix của nghe sướng tai thật. Ở đấy từ từ tôi bật nhạc hát. Từ cái ngày mà biết đến là game có nhạc, có hết nhạc. À đấy, nhạc khác. Nó có thêm bản nhạc mới mà. Bản nhạc cũ rồi nó cũng được mix lại. Ủa, ông đâm thẳng đấy à? Ơ, chuyện tôi biết đường lại. À ừ nhỉ, xa. Nghe có phải run run nghe. Đến mạn thành cái plan rồi. Tôi qua tôi vừa mua ra khỏi cái plan xong. Sao nghe nhạc nó gắt thế? Tôi đang thử chiến đấu trên ngựa. À. Đấy, phải chạy qua cái chỗ Battlefield. Vâng, các bạn có thể nhìn thấy con rồng trên đầu chúng ta. Bắn mẹ đi. Và con rồng nó là một con. Được. Có cái ngựa lên level 7, ngon. Ngựa hay là 7 lên level 7. Sao nếu Battlefield ở đây? Cái cầu treo. Tôi đang ở chỗ 1 đây. Ờ, cầu treo đi qua cầu treo. Tôi nghĩ là chúng ta nên vững ở đây. Chỗ này an toàn không? Vững ở chỗ 1 rồi. An toàn, an toàn. Bên này chỉ toàn dê với cả với cả hươu thôi. Ok. Ok. Đây, đi bộ từ đây. Nhanh mà. Một tí. Chỗ này mà có liệt kiếm phi thiêu với cả da hiêu quá ngon nhỉ. Ở đây còn có cái mới này. Ở đây à đâu kìa, gì bố đảo ngồi đây hình như chạy dựng lên à? Bố chạy dựng lên vãi đố đề. Đây. Vậy vớ vẩn, ngứa mắt nó bật PK lên nó đánh cả hai đứa mẹ. Anh ơi, đợi nhá, rồi, đọc sớ nhá. Hả? Chuyển chủ bắt đi đây. Chuyển chủ bắt đi đây. Chuyển mà, chuyển rồi, chuyển rồi. Đâu? Cũng chuyển rồi mà. À đây, quên. Chuyển ngay thôi, khi đánh vừa nãy thì cần. Đấy, tư thế sẵn sàng. Lại có món disco vậy. Nhảy disco đây. Lampada. Yeah. Của nhạc nghe hay thế. Hoành tráng thế. Ứng đầu tiên, khó. Ông cái liều nó xong, một tiếp theo. Ok,
opening. Ra con mà cứ nhảy choi choi đúng không? Ờ, con này mệt nhất đấy. Này nhảy choi choi. Đấy, lại nhảy rồi. Năm rồi. Rồi, ok. Tôi được mà chưa cần hết kỹ năng song kiếm cơ. Tiêu này cũng gọi hội người ta gọi nhỉ? Thế tự nhiên bọn này cũng gọi à? Thôi đừng xem thôi, boss nó mình không sờ được thì phải. Đúng rồi, không sờ được. Không sờ được đâu. Ủa? Ủa? 2 giây. Ông nhìn nó mấy người? Mẹ chúng ta có 2 người thôi, chứ nó mấy người. đừng lên xem thôi. Làm là khán giả. Ngồi xuống lịch sự đâu ơi. Ngồi xuống. Theo là bây giờ 3 4 4 giây. Đúng rồi, còn một người nữa nha. Còn con nhảy cho thôi. Bắt đầu 1 2 3 4 5 Chỉ 5 giây thôi sao? Chỗ từng đấy người mà. Người già nó cũng khỏe nữa. Cũng thu được khá Hunter Seal rồi. Hunter Seal phải đổi cái reform nhá. Cái đấy quan trọng hơn là mấy cái viên đá ép nhá. Mấy cái grade mấy reform này, grade 3 đúng không? Grade 3 reform này thì sau này sẽ có thể hợp mấy cái đấy lại để trở thành các cái đồ reform thành đồ ultimate. Chúng nó gọi tiếp này. Đúng rồi, quan trọng. Chắc là cả hội này gọi hết luôn. Chắc là kiểu mỗi đứa có một quyển à? Một kiểu là vài quyển. Hoặc là ông, nếu ông chắc ông để kiếm một chục quyển một tuần. Mà nhiều là phải đúng không? Nhiều phết. Mấy cái này nó rơi được ra từ ấy mà. Rơi ra từ quái ở tầm 50 trở lên. Cứ ra mấy cái xác thì đầy. Cứ gì? Cô nhạt quá. Nhạt dữ rồi. Phiên bản boss pool thì nó yếu hơn nhiều so với phiên bản boss các boss kia. Hay là bây giờ tôi đang đi săn orc nhỉ? Còn Mew thì nó orc á. Ông bị ngừng orc thường thôi. Orc thường thôi, ông bị điên là Mew thì nó orc, sao giết được nó? Orc thường thì nó chỉ là quái thường mà đâu có đặc sắc lắm. Orc thường, cái con orc thường mà nó câu móc với chứ, đánh lâu với chứ. Ông chưa đánh nó lần nào à? Nó tên là off rồi đúng không? Đúng rồi, tên là off của GE. Hình như tôi gặp lần rồi nhưng mà không rõ lắm. Con này đánh dai biết đấy mà đánh tốn máu biết đấy, không phải đùa đâu. Và để đánh xong được cái khỉ gió thì không, hay là rác tốn bao nhiêu bình máu vì con dở hơi đấy. Đấy đánh cái đấy chỉ để lấy máu của nó thôi. Thế thôi. Tưởng đến nhưng mà kiểu nó rơi ra cái Orc Ring ấy, nó là cái đồ trang sức khá là mạnh. Lấy Orc Ring. Bọn đấy là có khả năng rơi ra Orc Ring màu xanh. Xanh như thế, Orc Ring vàng ngờ. Thế thì ông đi săn không? Săn Orc rồi không? Mà chắc gì đã rơi, nói thế chắc gì đã rơi. Thế hay ra cái con của người ta đùa chứ người ta làm sao mình khét được.
Thôi thế hôm lại nay lại quay về đi làm quét thôi. quét. Thì mình làm quét thôi. Thế quay hôm nay đơn nhẹ. Một này ngồi đây xem một này đánh boss chắc hết buổi sáng. Chắc hết sáng. Qua lại xuống ngựa nào. Thôi chứ tôi lấy súng tôi bắn thử mấy con hươu này chả thấy chả được cái tích sự gì. Phải làm xong nhiệm vụ Hunter xong thì nó bắn nó mới có tác dụng xi nhê được ngon ngon. À, lên ngựa nào. Thì thấy ngắm ngắm đồ họa là phê. Về à cái quest tiếp theo tôi sắp làm nên sẽ phải về trend. Thì về về thôi. Về trên tôi vứt ngựa đấy xong rồi tôi đi farm gặp quái. Có nhiệm vụ phải giết 200 con cái bọn ngáo đá trên này. Ngáo đá. Cái đám ở chỗ Torres Cabin ấy. Massa Forest này. Massa Forest này. Đấy phải đi giết cái bọn ngáo đá đấy. Ok. À đây, tiền này. Đấy. Kia. Rồi. Này cần đó mà nó thiết kế mấy cái con boss kia theo sức mạnh của boss được gọi ra tùy theo sức mạnh của thằng chủ party nhỉ thì có thể đấy không đánh thú vị hơn thật ra như thế thì đánh như thế thì ví dụ thế tôi thấy là nó phải nên theo cái gọi là kiểu level trung bình cộng hay hơn là đúng không? Trung bình cộng cũng được. Nói chung là theo sức mạnh của những người gọi ra. Nhưng mà nếu mà sức mạnh cố định kiểu này đấy như bọn kia nó đánh mấy giây chết một con thì cảm giác nó hơi phế. Cái tính ra như thế cái thời gian chạy về chỗ để gọi còn lâu hơn cả thời gian đánh. Ừ. Hôm nay nhìn thấy mấy thằng tốc chạy chắc phải khoảng 150. Thấy nó vù trước mặt. Trong cái lối mình đang chặn. Mình không phải là đang đi bình thường mà mình đang chặn. Ông đã lên thử cái làng trên cây chưa? Cái forest đấy. À, cái gì nó gọi là gì nhỉ? Long Leaf Tree Forest này. Tôi lên thử rồi, leo lên thử rồi. Đấy, chúng nó gọi là cáp treo rồi, lại đái cáp treo nối từ đầu này sang đầu kia. Đi trông hay vãi. Hình như có một nhiệm vụ mình phải khám phá khu này hay sao ấy. Có. Lên tôi lên đấy rồi. Nhưng mà chỉ cần chuyển lên là được đúng không? Có nhiệm vụ khám phá ra mà có nhiệm vụ khám phá ra và có nhiệm vụ đi phải đi lên đấy giao tiếp với cả một vài NPC. Cái cung tôi đang cầm cái cung tôi đang cầm là làm quét từ trên đấy. Đổi trác này nó loại trang ai rồi được cái cung tôi đang cầm. Hornbow of Constraint Magic Power. Cái này, Discover Long Leaf Tree Forest này. Hay là đi vào trong này. Về sâu bên trong rừng. Chà, vào trong để đồ họa cao vào trong thành lác vãi. Tôi tắt cái phần mềm ghi hình ấy. Lác vãi. Và vào thành nó nhiều dữ liệu hơn.